xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay size nam, có mã số 409, đồng hồ second hand, hàng đã qua sử dụng, đến từ thương hiệu Hy Lạp. Thương hiệu này chuyên sản xuất các mẫu đồng hồ cẳng kim cương hoặc là những mẫu đồng hồ khảm đá, khảm ngọc trai nổi tiếng. Size của đồng hồ là 34 cả núm chưa tính núm là size 32. Vỏ của đồng hồ bằng thép công rỉ mạ vàng, dây zin theo đồng hồ. Đồng hồ sử dụng pin ngay vị trí 12 giờ là thương hiệu của đồng hồ, ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ Spear và Diamond. Mặt đồng hồ khảm ngọc trai và xung quanh là cọc số nổi, 12 cọc số não này. Mỗi cọc số như vậy là một viên đá kim cương rất là đẹp và sáng lấp lánh. Bộ máy chuẩn xịn da băng cho các bác đeo và sử dụng hàng ngày. Ngoại hình của đồng hồ còn đẹp xuất sắc tầm 90-95%. Đáy của đồng hồ còn nguyên siêu. Em quay cận cảnh chi tiết mẫu đồng hồ này cho các bác tham khảo. Giá bán của đồng hồ này là 1.600.000. Các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Giá bán rất là mềm mà đã sâu một cái đồng hồ. Mặt khảm ngọc trai, đính những viên sòn rất là đẹp và sáng lấp lánh. Mẫu này thiết kế rất là sang trọng và đẹp nha. Em quay cận cảnh chi tiết mặt khảm ngọc trai và 12 viên kim cương cho các bác tham khảo. Rất đẹp, rất là sang, giá bán rất là mềm. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đáy còn nguyên siêu nè. Đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ, bộ máy chuẩn xịn da băng cho các bác đeo và theo dõi giờ hàng ngày.